Biến tivi thường thành tivi smart anh em nhá, hoặc là giúp cho anh em những cái màn hình tivi cũ ấy, hoặc là cái màn hình máy tính cũ anh em có thể biến thành một bộ smart internet tivi nhá. Đấy, chuẩn Android 11 mới ra đấy, bộ này ngon lắm anh em ạ. Thật sự là mình cũng lắp nhiều năm rồi nhưng mà mỗi lần ra một mẫu anh em ạ, thay đổi dần vì đến năm nay nó ra cái mẫu mới này, là mẫu mới nhất luôn đấy. Đây, điều khiển đi kèm nhá. Tức là cái bộ này rất dễ dùng nha này, anh em chỉ cần cắm cái cục này nhá vào nguồn luôn, cả nguồn 220 này, cắm vào đây luôn, cắm vào mông đít này. Đấy, thì cục này nó sẽ như kiểu cái điện thoại của anh em ấy, nhưng mà nó không có màn hình, thì sẽ sử dụng cái dây cáp này này, dây cáp HDMI này, anh em cắm vào cái bóc này và một đầu sẽ cắm vào cái màn hình của TV, hoặc là anh em nào có màn hình của máy tính ấy, màn hình của máy tính anh em cắm vào thì anh em sẽ có luôn một cái TV box, à phải gọi là một cái internet TV. Đấy, Android TV anh em ạ. Và anh em sử dụng cái điều khiển này điều khiển nhá. Dòng này thì chưa có giọng nói. Nếu anh em mua cao hơn tiền một chút nữa thì sẽ có cả điều khiển dòng giọng nói. Nhưng thật ra là giọng nói cũng ít dùng lắm anh em ạ. Chủ yếu là bấm trên YouTube sau đó là xem thôi. Đấy, mục đích chính là như vậy. Hoặc là anh em nào muốn lắp bộ dàn thì lắp bộ này. Đấy, và đây nó có dây cắm này. Anh em nào mà lắp ra mà bị tình trạng là không có âm thanh, anh em cắm cổng cho mình. Cổng SPDF này, cổng quang này, hoặc cổng AV. Đấy, từ cổng này ra anh em sẽ có luôn âm thanh để anh em hát hoặc là anh em nghe nhạc bằng loa to hơn. Đó, đây có hết luôn nhá. Hãy nút bấm đây thế thôi. Bộ này dùng dễ dùng lắm rồi, chả gì cả. Android 11 thì dễ ra, anh em chỉ vào bấm chuyển lên, sau đó là chọn sang YouTube hoặc là phần mềm, hoặc là anh em cài cho nó là một phần mềm nghe nhạc và không bị bị quảng cáo chẳng hạn đấy, thì anh em dùng thế là thành cái bóc nghe nhạc thôi, siêu nhỏ gọn bé tí này. Đấy, công nghệ mỗi ngày một thay đổi. Cái này thì mua cái này mấy năm rồi, nhưng đây là mẫu mới của năm nay. Đấy, nó thay đổi có một chút thôi, chứ còn nói thật ra nó có thế chả khác gì cả. Đấy, hộp hết nhai thôi, đơn giản. Mẫu này thì được gọi là mẫu gọi là siêu bán chạy luôn anh em ạ, vì nó gọi là cái hàng gọi là không còn gì mà để đơn giản hơn nữa rồi, nó tinh chỉnh và gọn hết rồi anh em ạ. Quá là gọn luôn, không thể nào mà thay đổi hơn gọn hơn nữa rồi. Chỉ có mỗi thế này thôi, cắm vào là sử dụng được luôn, ngon ăn vô cùng. Đấy, tí nữa mình sẽ quay video test cho anh em cắm vào và chạy thử luôn nhé. Đơn giản và dễ dùng lắm.